Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy, ngày 24 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Văn Lâm kỷ niệm 20 năm tái lập huyện, mùng 1 tháng 9 năm 1999, mùng 1 tháng 9 năm 2019 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai. Huyện Yên Mỹ đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư. Các địa phương huy động được trên 17.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Chuyển biến trong nhận thức về sản xuất điện sạch, đảm bảo an ninh năng lượng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Văn Lâm long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện mùng 1 tháng 9 năm 1999, mùng 1 tháng 9 năm 2019 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí Nguyên Bí thư tỉnh ủy, Nguyễn Đình Phách, Nguyễn Văn Thông, Cao Văn Cường, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Nguyên Thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành và các địa phương trong tỉnh. Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Văn Lâm qua các thời kỳ, đại diện bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng và đông đảo nhân dân trong huyện. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã gửi tặng lãng hoa chúc mừng Đảng bộ và nhân dân huyện Văn Lâm nhân kỷ niệm 20 năm tái lập huyện và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Diễn văn kỷ niệm 20 năm tái lập huyện do đồng chí Nguyễn Bật Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trình bày tại lễ kỷ niệm đã nêu bật những thành tựu Đảng bộ và nhân dân huyện Văn Lâm đạt được trong 20 năm qua. Sau 20 năm tái lập, huyện Văn Lâm đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 30,45% trên năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Thu ngân sách năm 2018 đạt trên 2.545 tỷ đồng, gấp 620 lần so với năm 1999. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 62,3 triệu đồng. Giá trị sản xuất trên 1 hecta canh tác năm 2018 đạt 185 triệu đồng. Đến nay, huyện có 3 xã Tân Quang, Đình Dù, Trưng Chắc đạt đô thị loại 5, 100% số xã được công nhận xã chuẩn nông thôn mới. Huyện đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác xã hội hóa giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 20 năm, huyện đã thành lập thêm 3 trường trung học phổ thông, tiếp nhận 1 trường đại học, 1 trường cao đẳng và 3 cơ sở dạy nghề. Đến nay, huyện đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3. Công tác y tế phát triển cả về số lượng, quy mô và chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được phát triển. Toàn huyện có 75 trên 85 làng văn hóa, số gia đình văn hóa đạt 90,3%. Toàn huyện có 32 công trình văn hóa được công nhận di tích lịch sử văn hóa, an ninh, quốc phòng được giữ vững, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai cho Đảng bộ và nhân dân huyện Văn Lâm. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Bí thư tỉnh ủy đã chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Lâm vinh dự được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai. Đây là phần thưởng cao quý, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với huyện Văn Lâm trong quá trình xây dựng và phát triển, đồng thời tạo ra động lực mới để huyện phát triển hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định những thành tựu mà Văn Lâm đạt được trong hai thập kỷ qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên. Trong thời gian tới, để phát huy và khai thác tốt hơn những lợi thế tiềm năng, khắc phục hạn chế nhằm phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị huyện Văn Lâm cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau. Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Lâm quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết và thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau. Một là xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Văn Lâm cần tiếp tục phát huy thành tích kết quả đạt được, khơi dậy tiềm năng, phát huy lợi thế, nhất là vị trí gần thủ đô Hà Nội, tiếp giáp Bắc Ninh, Hải Dương,
và có các tuyến đường giao thông huyết mạch chạy qua, là huyện có kinh nghiệm trong tiếp nhận, quản lý và phát triển công nghiệp, đội ngũ công nhân lao động có tay nghề, để qua đó tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, chủ động kêu gọi thu đầu tư, huy động nguồn vốn và làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ các cụm công nghiệp đã được quy hoạch, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề truyền thống để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tập trung huy động các nguồn lực đẩy mạnh thực hiện các chương trình kế hoạch phát triển chỉnh trang đô thị khu dân cư, phấn đấu trung tâm huyện và thị trấn Như Quỳnh sớm đạt đô thị loại 4, một số xã được quy hoạch sớm đạt đô thị loại 5, gắn với quy hoạch đầu tư xây dựng và phát triển mạnh hệ thống thương mại dịch vụ, tập trung làm tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn, đạt và vượt kế hoạch được giao, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng định hướng và quy hoạch của tỉnh, xây dựng và mở rộng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ để nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập của nông dân, củng cố nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đồng thời chủ động thực hiện tốt xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Hai là đẩy mạnh phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, chú trọng bảo tồn, tôn tạo, phát huy các di tích lịch sử văn hóa, các hoạt động lễ hội gắn với phát triển du lịch, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, phục vụ nhiệm vụ phát triển lâu dài và bền vững của huyện. Tập trung thực hiện tốt hơn các biện pháp quản lý xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, chú trọng đấu tranh phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Ba là tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành của cán bộ đảng viên. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Lâm, đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ, đồng thời khẳng định thời gian tới, tập thể lãnh đạo huyện tiếp tục đoàn kết phát huy nội lực, đưa huyện Văn Lâm ngày một đi lên, xứng đáng là đơn vị đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong hai ngày 23-24 tháng 8, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hành chính văn phòng kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 cho cán bộ công chức làm việc tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các giảng viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội truyền đạt các nội dung tổng quan về công tác hành chính văn phòng, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của các cán bộ công chức nơi công sở, công tác lễ tân văn phòng, kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính, kết quả rà soát đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính, báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử, quy trình quản lý văn bản điện tử lập và nộp hồ sơ điện tử. Qua đó, giúp cho các đại biểu củng cố kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ công tác hành chính văn phòng, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Thông qua tập huấn, các đồng chí học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, từ đó thực thi nhiệm vụ vận dụng những kiến thức đã được trao đổi tại hội nghị và các văn bản hiện hành có liên quan để áp dụng phù hợp với từng vị trí việc làm, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh những năm tiếp theo. Thời gian qua, huyện Yên Mỹ đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh với phương châm 3 đồng hành, 5 hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
được thành lập từ năm 2001 với lĩnh vực chủ yếu là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thép xây dựng. Công ty thép Việt Ý đã xác định phân khúc thị trường hướng tới là sản phẩm thép xây dựng chất lượng cao. Vì vậy, công ty đã đầu tư nhà máy cán thép công suất 300.000 tấn một năm. Ngay từ khi thành lập cho đến nay, công ty luôn nhận được sự giúp đỡ, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi của huyện Yên Mỹ. Được như ngày hôm nay là chúng tôi phải cảm ơn rất nhiều từ lãnh đạo của tỉnh và đặc biệt của huyện Yên Mỹ đã hỗ trợ về giải phóng mặt bằng cũng như là thu hồi đất và giúp cho về an ninh xã hội tại địa phương. Cũng như bất cứ có việc gì về an ninh xã hội thì là huyện, cán bộ của huyện cũng đến trực tiếp để gặp gỡ và làm việc và rất nhanh chóng. Nhất là cái giai đoạn ban đầu thì chúng tôi thấy rằng là cái chính sách của chúng ta là rất là cởi mở. Từ lãnh đạo tỉnh, huyện, địa phương và bà con ấy, thì rất là ủng hộ. Do vậy cho nên là khi chúng tôi đầu tư về xây dựng ở đây là rất là thuận lợi. Thời gian qua, huyện Yên Mỹ chú trọng đột phá về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc của các cơ quan đơn vị. Đồng thời tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính như thủ tục nộp thuế, khai thuế, tiếp cận điện năng, cấp phép xây dựng. Qua đó góp phần cải thiện, nâng cao môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các dự án đầu tư vào huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2019, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận 1.332 hồ sơ, đã giải quyết xong 1.300 hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 90%. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 5 khu công nghiệp, trong đó 4 khu công nghiệp đi vào hoạt động với diện tích 367 ha. Hiện nay đã có 147 dự án đầu tư. Các doanh nghiệp đi vào hoạt động đã tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Các cơ quan chuyên môn của Ủy ban dân huyện cho đến các xã thị trấn thì đã tạo điều kiện thông thoáng giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính đối với các doanh nghiệp. Thứ hai là về khâu giải phóng mặt bằng thì huyện là chỉ đạo điều hành hết sức là quyết liệt để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng sản xuất. Cụ thể từ năm 2016 đến nay thì trên địa bàn đã thu hút vào tổng là được 115 dự án. Trong đó thì có hai khu công nghiệp là đầu tư mới như là khu công nghiệp Yên Mỹ 2 và khu công nghiệp Vicra Sera. Song song với giải phóng mặt bằng thì cũng đảm bảo tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo cho doanh nghiệp cũng như là mọi người dân yên tâm trong sản xuất kinh doanh. Những thay đổi trong cải cách hành chính đã tạo đà thúc đẩy huyện Yên Mỹ phát triển toàn diện vững chắc, là tiền đề để huyện xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong thời gian tới. Thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2016 đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã huy động trên 17.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới. Trong đó huy động từ doanh nghiệp trên 160 tỷ đồng, vốn từ cộng đồng dân cư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện chỉ đạo xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản nói chung và trong xây dựng nông thôn mới nói riêng, các địa phương đã ưu tiên bố trí vốn hàng năm để trả nợ các công trình. Theo báo cáo tổng hợp từ các huyện, thành phố, thị xã, đến nay, nợ đọng xây dựng nông thôn mới còn khoảng 86 tỷ đồng. Các địa phương dự kiến có kế hoạch để bố trí thanh toán cơ bản dứt điểm trong các năm 2019-2020. Hiện nay trên đồng ruộng các đối tượng sâu bệnh hại lúa mùa đang phát triển và có xu hướng gây hại. Nhằm hạn chế tối đa tác hại của các đối tượng sâu bệnh, các địa phương và bà con nông dân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và chủ động phòng trừ nơi có mật độ sâu bệnh cao. Trên lúa mùa hiện đang có các đối tượng sâu bệnh gây hại như dế nâu, dế lưng trắng, sâu đục thân hai chấm, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát sinh. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 6. Ngoài ra, bệnh khô vằn đang phát sinh phát triển nhanh, đặc biệt những ruộng cấy dày, bón nặng đạm, ruộng bị cạn nước, bệnh đen lép hạt xuất hiện trong điều kiện lúa chỗ gặp mưa liên tục. Vì vậy, nông dân cần tăng cường tự kiểm tra đồng ruộng của gia đình từ nay đến cuối vụ, phòng trừ ngay từ khi sâu dày, đa số tuổi nhỏ, nơi có mật độ cao bằng các thuốc đặc hiệu theo nguyên tắc 4 đúng. Không phun thuốc tràn lan gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. Riêng đối với dế nâu, dế lưng trắng, ở giai đoạn đồng chỗ, nếu mật độ dày cám cao, phải sử dụng các loại thuốc nội hấp. Nếu dày tuổi lớn hoặc thời kỳ lúa chắc xanh đỏ đuôi, phải phòng trừ bằng các thuốc tiếp xúc. Để phòng trừ dày đạt hiệu quả cao, yêu cầu trên ruộng phải có nước, chỉ rút nước để trồng cây vụ đông sớm khi kiểm tra ruộng lúa thấy sạch dày hoặc là mật độ dày thấp,
không có khả năng gây cháy lúa do rầy. Với mục tiêu giảm chi phí đầu tư, tăng năng suất, chất lượng và ổn định thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Khoái Châu và huyện Kim Động đã thành lập Hợp tác xã Nông sản Phú Quý, đem lại hiệu quả kinh tế khá cho các thành viên. Hợp tác xã Nông sản Phú Quý hiện có 68 thành viên, các hộ tập trung trồng cây có múi như cam, chanh. Tổng diện tích là 60 ha, trong đó có 12,7 ha diện tích trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Tham gia hợp tác xã, các thành viên hỗ trợ nhau về giống vốn, chia sẻ về khoa học kỹ thuật, nên năng suất, chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng cao, dễ tiếp cận với những thị trường lớn để tiêu thụ sản phẩm tại các siêu thị ở Hà Nội, thành phố Hải Phòng. Chỉ tính riêng năm 2018, hợp tác xã đã thu gần 600 tấn quả các loại cho doanh thu khoảng 12 tỷ đồng, trong đó có nhiều hộ trồng cam, chanh với diện tích lớn cho sản lượng và giá trị kinh tế cao như anh Nguyễn Hữu Hà ở xã Tân Dân, Khoái Châu trồng 20 ha, anh Phạm Văn Thức, xã Đồng Thanh, huyện Khoái Châu trồng 9 ha. Những kết quả đạt được là điều kiện quan trọng để hợp tác xã tiếp tục phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thiếu điện do sự phát triển nhanh, các thiết bị tiêu thụ điện năng phục vụ đời sống và sản xuất. Xuất phát từ nhu cầu đó, nhiều mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật lắp đặt thiết bị phát điện sạch, qua đó giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, sinh hoạt và cải thiện môi trường, thể hiện sự chuyển biến trong nhận thức của nhân dân và doanh nghiệp về an ninh năng lượng. Ngày 21 tháng 3 năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Sa Mạc Xanh đóng trên địa bàn phường An Tảo, thành phố Hưng Yên đã cho vận hành nhà máy chế biến rác với công nghệ điện rác chuyển hóa chất thải thành năng lượng điện. Nhà máy có thể xử lý 100 tấn rác trên ngày đêm. Theo thiết kế, mỗi tấn rác sản xuất được từ 150 đến 200 kWh điện năng. Hiện công nghệ này đã được áp dụng ở một số tỉnh thành phố trong cả nước và cho hiệu quả tốt. Trong quá trình xử lý rác thải của thành phố Hưng Yên, nhà máy đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ rác. Đồng thời, lượng điện phát ra đáp ứng trên 50% lượng điện tiêu thụ của nhà máy. Công nghệ này của chúng tôi là sản phẩm đầu ra có hai phần. Thứ nhất là điện và phần thứ hai là cái gọi là chất cải tạo đất, chúng tôi gọi là đất carbon. Trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời, sau khi Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên có các văn bản chỉ đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện, thị xã và thành phố triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng nói chung và tiết kiệm điện nói riêng trong mùa hè nắng nóng, nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để lắp đặt tấm năng lượng mặt trời phát điện. Bản thân bán cái năng lượng mặt trời này tôi bán đến nay khoảng 15 trên 15. Thì sản phẩm tôi bán bình quân mỗi một năm thì tôi có thể bán ra được khoảng tầm 30-40 bộ. Mà giờ thì dùng thì nó lướt như thời tiết như ngày hôm nay, nó lắng được khoảng tầm độ 70 độ. Đi đầu trong lắp đặt tấm năng lượng mặt trời nối lưới điện quốc gia là hộ gia đình ông Tô Xuân Trì ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ. Sau gia đình ông Trì, hiện nay ở nhiều huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, người dân đã lắp đặt khá nhiều với trên 20 hộ gia đình tham gia lắp đặt tấm năng lượng mặt trời để phát điện. Việc lắp các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời phát điện và làm nóng nước đang trở thành hiệu ứng tích cực, góp phần sản xuất điện sạch và giúp giảm bớt gánh nặng quá tải cho ngành điện trong tương lai. Đây cũng là mục tiêu chỉ đạo của ngành công thương cả nước triển khai theo chỉ đạo của chính phủ. Năm 2019, thì trước tình hình mà rất là nắng nóng, cho nên là các tổ chức, người dân là sử dụng điện rất là lớn, dẫn đến là nguồn và lưới điện quá tải. Thì để đảm bảo thực hiện tốt cái nội dung và cái chương trình tiết kiệm điện thì chúng tôi cũng đề nghị, thứ nhất là hãy tăng cường cái công tác tuyên truyền, và cũng đề nghị các tổ chức và người sử dụng điện là hạn chế sử dụng những cái thiết bị điện mà tiêu tốn năng lượng vào những giờ cao điểm, là hạn chế cái công suất. Cũng đề nghị là các tổ chức và đặc biệt các hộ gia đình là sử dụng cái điện áp mái năng lượng mặt trời trên mái nhà. Đấy, về trong cái giai đoạn hiện nay, nhờ cái khoa học công nghệ nên việc lắp đặt các cái thiết bị này thì cũng đơn giản và đã cho mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những tập thể, cá nhân và hộ gia đình tham gia sản xuất điện từ nguồn năng lượng điện mặt trời và từ rác thải đang đóng góp một phần bổ sung vào nguồn điện đang thiếu tại nước ta. Chiều 23 tháng 8, trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF huyện Văn Giang đã diễn ra trận đấu sớm nhất thuộc vòng 19 giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2019 giữa đội chủ nhà câu lạc bộ Phố Hiến và câu lạc bộ Đắk Lắk.
Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của đông đảo khán giả trong tỉnh, câu lạc bộ Phú Hiến nhập cuộc tự tin chơi ép sân đội khách Đắk Lắk. Phút thứ 13 của hiệp 1, đội bóng Hưng Yên đã có bàn thắng mở tỷ số do công của tiền đạo Phạm Đức Thông. Sang hiệp 2, câu lạc bộ Phú Hiến vẫn là đội nắm giữ thế trận và có được bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 sau cú sút chính xác trong vòng cấm của Xuân Nam ở phút 50. Đây là bàn thắng thứ 12 của cầu thủ đang dẫn đầu danh sách đua phá lưới giải hạng nhất. 3 điểm có được sau chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 36 điểm. Nếu giữ vững vị trí này sau 3 vòng đấu cuối, đội bóng xứ Nhãn Hưng Yên sẽ giành quyền chơi trận play-off, tranh suất lên chơi tại V-League 2020. Vòng 20, câu lạc bộ Phú Hiến sẽ có trận đấu quan trọng với câu lạc bộ Bình Phước, đội bóng đang cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ 2. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Bình Phước vào lúc 16h30 ngày 31 tháng 8. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.